Six Asic Wanna An. Hay có một nửa baby, baby gan dạ. Ờ, chị Hết cũng rất là hỏi biết sao em có một gương mặt rất là baby. Yes. Em chỉ là một con mèo thôi. Fit Daily, cà phê thật kết nối thật. Fit Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Vậy thì hỏi anh câu này hơi ngoài lề tí nè. Trong Rap Việt mùa 2, em thấy ai đẹp trai nhất? Không ai hết. Ở Baby Gang. Vậy thì ngoài rap ra, tụi em còn có tài lẻ gì không? Có Xăm, Sỏ Khuyên, một chút về B-Boy. Còn Kelly thì sao? Nghĩ em có một tài lẻ đó là ăn hại. Amazing, good job em. Cái quãng thời gian đấy thì em không hoạt động nghệ thuật. Em sẽ chỉ kiểu ở nhà em cứ hát rồi em rap. Với em thì em cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khá là nhiều từ cái chuyện đấy. Nhưng mà em nghĩ là nó cũng là một cái trải nghiệm và em rút kinh nghiệm cho tương lai sau này. Thật ra thì mới đầu vào Sài Gòn thì em cũng phải thuê một cái nhà trọ khá là bé bằng một cái phòng ngủ bình thường thôi. Em đã thuyết phục gia đình của em như thế nào? Không có thuyết phục nhiều lắm, em chỉ làm thôi. Mình làm xong rồi gia đình mình sẽ nhìn thấy những cái mình làm dần góp từ nhỏ đến lớn. Thì từ đấy em có được sự ủng hộ của gia đình. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa hả? Em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó xứng đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.